nó có cái bảng nó có giá nữa là có giá các bạn có giá. Đấy, nếu mà có cái bảng là có giá. Chứ còn thực tế mà nói là cứ đưa cả tiền chắn này rồi là anh cũng không nhận, thế là hai ông bà không chịu nhận tiền, thế là cũng không biết nó là bao nhiêu, bởi vì mình hỏi bao nhiêu thì nó lại dở. Thế là cuối cùng cả nhà mình có biết thực tế là một cốc cà phê trứng bao nhiêu tiền đâu. Mà hồi xưa là chú là đi tập kết ở Hà Nội mình hay là tập kết ở đâu? Đầu tiên là về tập kết là từ Quảng Nam ra Cửa Lò, Nghệ An, 3 tháng ở đó. Thế sau đó nó mới phân về đây thì ông Đạt ấy, chị có khi có biết ông Đạt không? Ông Đạt với ông Cờ là về ở đây. Về đây thì là ở cái chỗ chính cái vừa rồi là cái chỗ Bộ Lao động Thương binh Xã hội ấy. Hồi nó gọi là cái sở gì chứ không phải Bộ Lao động, là cái chỗ mà em vừa chỉ mà có Cờ các thứ chào đấy. Đúng rồi. Đấy thì là người ta phân nhà các thứ là ở trong đó một thời gian, xong họ lại điều về Nam Định làm cái nhà máy thủy tinh Nam Định. Thế là về Nam Định. Thế ngày xưa họ bảo phân công đi đâu là phải đi đấy, chứ không phải như bây giờ đâu. Đấy, nó không phải dễ dãi như bây giờ. Mà hồi xưa đó thì cái phố này nó đã có sẵn chưa cậu hề? Cái thời mà cha ông chú ra ra Hà Nội mình ấy là phố nó như vậy sẵn hết rồi hay là sau này mới xây? Tức là cái nào cái nhà ở phố là như thế này? Nó như thế luôn. Từ xưa tới giờ nó như vậy. Cái nhà trong này chỉ có thế thôi. Và chỉ có nâng cao lên tầng thôi. Ví dụ thêm con bông đường Phúc thì mình sửa thêm cái tầng trên để mình ở thôi. Đấy kiểu như thế. Chứ nhà còn nước không cấp nhà cho nhà mua em đang mà. Thắc mắc tại sao mà bây giờ mấy ông lớn là đều được có đất có nhà. Không, mà ông nhà mình có lớn đâu, ông nhà mình bé tí, chỉ có cái là miền Nam hồi là người ta nẻ hơn thôi, miền Nam tập kết thì người ta nẻ hơn thôi thì người ta mà lại chính những người đó mới không, là nhưng khổ mà, đó. Như à đây này, uống cà phê ở chỗ này rất hay này, cà phê này nhìn xuống và người nước ngoài người ta quay